Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn nhé. Mấy nay mưa quá các bạn ạ. Cả tuần này mưa gió ở trên măng đen, mình lại măng cành, hầu như không có đi review được các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ review trên map với lại hình ảnh các bạn nhé. Thì cái khu 37 hộ là một trong những cái nơi được quy hoạch cho những cái hộ dân, cái vùng gọi là giống như kiểu kinh tế mới các bạn, đi vào gọi là phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao ở khu măng đen hoặc là khu măng cảnh các bạn. Thì hiện nay giá đất giá đai ở cái khu 37 hộ thuộc cái thôn Kon Turang, xã Măng Cảnh và một phần nó thuộc thị trấn thì đã lên rất là cao các bạn ạ. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu một cái sản phẩm là 1.000m2, có 400m2 là thổ cư. Hiện tại chính chủ đang muốn bán với cái giá là 2 tỷ 7 các bạn nhé. Đấy, giá lên rất cao các bạn. Khu vực này rất nhiều anh chị muốn mua, bởi vì khu vực này xung quanh toàn là các cái farm lớn các bạn. Tiềm năng hết sức là ok. Hôm nay tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người.